Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày khi mà U23 Việt Nam giành vé vào bán kết môn bóng đá nam với vị trí nhất bảng A, đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã được xác định khi lượt đấu cuối cùng của bảng B khép lại, không ít bất ngờ. Ở trận đấu sớm giữa Malaysia và Campuchia, dù đã chính thức bị loại, nhưng các học trò huấn luyện viên Keisuke Honda vẫn thi đấu đầy quyết tâm và khiến đối thủ phải đối mặt với không ít khó khăn. U23 Campuchia thậm chí còn vượt lên dẫn trước nhờ quả đá phạt đền thành công ở cuối hiệp 1 của Chan Chat. Tuy nhiên ngay đầu hiệp 2, cũng từ một quả đá phạt 11m, U23 Malaysia đã có được bàn gỡ hòa. Cuộc rượt đuổi tỷ số giữa hai đội tiếp tục diễn ra sau đó, khi Campuchia một lần nữa vượt lên dẫn trước. Nhưng rồi Abdul Zarat lại tỏa sáng để giúp Malaysia khép lại trận đấu với kết quả hòa 1-1. Chỉ có được một điểm, những chú hổ đánh mất vị trí dẫn đầu bảng B vào tay U23 Thái Lan. Bởi trận đấu diễn ra sau đó, thầy trò huấn luyện viên Manopoking đã có thắng lợi vất vả trước U23 Lào nhờ pha đốt lưới nhà của Vyat. Kết quả này giúp U23 Thái Lan đứng đầu bảng B và sẽ đối đầu với U23 Indonesia ở bán kết, trong khi đối thủ của U23 Việt Nam sẽ là U23 Malaysia. Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục có một trận đấu dễ dàng khi tranh tài cùng với đội tuyển Malaysia. Sự hình hơn về trình độ cũng như phong độ giữa hai đội đã nhanh chóng được thể hiện ngay trong séc đấu mở màn, khi cao trò của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng khép lại séc đấu với thắng lợi cách biệt 25-12. Chênh lệch về đẳng cấp tiếp tục được Thanh Thúy và các đồng đội thể hiện rõ nét trong séc 2 và séc 3 để nhanh chóng khép lại trận đấu với chiến thắng 25-9 và 25-10. Vượt qua Malaysia sau 3 séc, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức giành vé có mặt ở bán kết sau 2 trận toàn thắng.